đồ đệ của ta thế mà lại là nữ đế chấp 117. Quát con, lão phu tiếc người tài, vốn muốn chừa cho ngươi một mạng, nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách ta lấy mạng của ngươi. Đại Nhật Liệt Thiên Trưởng. Lão già, ngươi chắc không chỉ có chút bản lĩnh như này chứ. Ngươi nên gọi chân thân của ngươi tới đi, tiện cho ta đánh một trận đã đời. Sao hắn có thể mạnh như thế, lẽ nào ngay cả lão tổ cũng không làm gì được hắn hay sao? Tiểu tặc, ngươi đừng tưởng trên đời này chỉ có ngươi biết kiếm pháp, hôm nay ta cho ngươi diện kiến kiếm của hoàng đế. Kiếm đến đây. Đây là thần kiếm trấn quốc được thờ phụng ở tổ miếu. Dung Dung, bạn cũ, nếu ngươi đã hưởng hương hỏa vạn năm của đế quốc lang thần ta, hôm nay hãy giúp ta giết tên này, bảo vệ huyết mạch của ta. Đi đi. Thôn Nhật Nguyệt. Chơi thật rồi đúng không? Vậy chúng ta so xem kiếm của ai lợi hại hơn. Vạn Kiếm Quy Tông. Lão Tổ. Tiểu hữu khoan đã, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Bây giờ cầu xin, ngươi không cảm thấy quá muộn à? Tiểu hữu, thần kiếm trấn quốc đã gãy, khí vận tiêu tán, đế quốc lang thần đã bị diệt quốc, ngươi cho dù có thù thì cũng coi như đã báo được thù rồi. Chỉ mong tiểu hữu chừa cho cháu của ta một mạng, lão phu có thể nói cho ngươi một bí mật lớn của Cửu Châu. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.